Dạ, đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải rất nhiều các anh, các chị, các cô chú ở tất cả các tỉnh rất xa về đây cầu cứu nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ và tìm chồng và đặc biệt là tìm con. Mới đây nhất là ngày hôm qua anh em hiệp sĩ Bình Dương đã đăng một thông tin đã tìm được cho một em trai ở quê một tỉnh rất xa thì đã tìm được vợ, gặp tại bắt tại trận vợ đang theo nhân tình ở tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận 8 gần chợ. Thì anh em đã giúp đỡ một gia đình phải nói rất tận tình. Hiện nay câu chuyện thì có sống với nhau hay không thì anh em cũng không biết cái điều đó, bởi vì anh em cái việc đó là quyền đời tư cá nhân, anh em không có can thiệp sâu được, bởi mục đích chính là giúp và tìm, và hiện nay tìm được rồi. Thì sáng nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục có tiếp nhận một thông tin là một anh trai hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm vợ và tìm con gái của mình. Dạ, câu chuyện này kính mời cô chú như bạn tiếp tục theo dõi hết video này. À, xin phép chào anh trai nhé. Dạ, chào. Dạ, anh có thể anh giới thiệu anh tên là gì? Tôi tên Đặng Văn Sáu. Đặng Văn Sáu à? Dạ. Anh 6 năm nay nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 53. 53 tuổi nha. Rồi, hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là giúp ai? Giúp cái gì anh? Tôi nay nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là kiếm vợ và con gái. Dạ. Rồi, anh có thể chia sẻ là vợ anh họ tên là gì? Vợ tôi tên là Bùi Thị Quyết, còn con gái là Đặng Thị Thu Hiền. Con gái Đặng Thị Thu Hiền, vợ Đặng Thị Quyết. Bùi Thị Quyết. Bùi Thị Quyết. Vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi? Vợ tôi năm nay 50 tuổi. 50 tuổi, kém anh 3 tuổi. Vâng. Dạ. Còn con gái nhà năm nay bao nhiêu tuổi? Con gái sinh 97, năm nay là 26 tuổi. 6 tuổi. Dạ. Anh có biết là lý do tại sao vợ và con anh phải bỏ nhà đi không? Lý do thực ra thì cũng do tôi khi đó nóng nảy uống rượu và không kiềm chế được, có đánh vợ một hai cái. Thì vợ con nó hoảng loạn thì nó đi. Thì tôi nghĩ em đi một vài ngày nhưng không được, đi lâu quá nên không biết kiếm ở đâu, đến nhờ anh em kiếm giúp. Dạ. Vậy là đến giờ phút này thì chính thức vợ anh đã đi mấy ngày rồi đúng không? Đi hơn một tháng. Hơn một tháng rồi. Hôm bữa này anh đánh vợ đánh có nghiêm trọng lắm không anh? Không, không có nghiêm trọng, tôi đánh hai ba cái thôi. À, mình giận dữ không mà mình đánh vợ? Nói chung thực ra thì lúc đó là mình có tim men rồi, mình không kiềm chế được. Anh có thể nói rõ hơn cái lý do tại sao anh đánh vợ? Nó cũng bức xúc nhiều cái từ lâu. À. Nên là cái đó mình không kiềm chế được. Sao mình không bảo ban, vợ chồng bảo ban nhau anh? Không thì tôi thực ra thì tôi vẫn rất là thương vợ thương con, nhưng mà khi đó mình không có lý trí, nó gần say, không có kiềm chế. Gọi là say. Anh có thường xuyên nhậu nhẹt không anh? Cũng không. Không ha. Dạ. Đến giờ phút này thì thực sự là vợ đi mất rồi. Mà con cũng ra đi luôn. Anh có thấy hối hận những việc làm của mình không? Có chứ ạ. Dạ. Mình cũng cảm thấy là áy náy. Nhìn vợ con mình là mình xử lý như vậy thì nó không đáng tâm. Dạ. Anh cho em hỏi là anh và vợ có đăng ký kết hôn không? Có. Dạ, mình được mấy người con anh? Em được hai người con. Hai người con nha. Dạ. Một bé gái này, còn trên là trai hay gái? Trên là con trai. Dạ. Con trai anh có gia đình chưa? Có gia đình rồi. Con trai của anh hiện nay có biết là mẹ và em gái bỏ nhà đi mất tích không? Có. Anh có thông báo cho các con? Có, cho các con cũng biết. Dạ. Con anh có đi tìm mẹ không? Mà cũng đi tìm mà không biết tìm ở đâu, tìm liên lạc không được. Vợ anh trước khi và con gái anh trước khi bỏ nhà đi thì anh có biết cái điều đó không? Không. À, lúc bây giờ anh không ở nhà. Vợ và con của anh đem theo tài sản đi đi không? Tài sản thì tôi không biết, tiền bạc thì có bao nhiêu thì tôi không biết, nhưng mà chỉ có đem một cái xe đi. Đem một cái xe. Xe gì anh? Cái xe Vision. À, xe Vision. Biển số mấy anh? Tôi không nhớ được biển số. Biển số anh không nhớ à? Xe màu gì anh? Xe màu đen. Xe màu đen à? Biển số là 59 hay là ở đâu? 52 biển ở quận 12. Biển thành phố à? 52. Dạ. Rồi. Từ trước thì anh có thể chia sẻ rõ hơn, từ trước là vợ anh đã từng bỏ nhà đi hoặc đã từng có ý định đi chưa? Chưa. Chưa. Lần này mới quyết định bỏ nhà đi. Vì lý do là giận chồng, chồng đánh. Thì chắc là hôm mai người sợ tôi đánh hai mẹ con đi. Trước đây anh có thường xuyên đánh vợ bao giờ không? Không. Không à. Thực sự cái câu chuyện, những cái câu chuyện mà đến giờ phút này anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều thông tin, rất nhiều câu chuyện, phải nói là trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng nhiều câu chuyện rất đơn giản nhưng mà hai vợ chồng không xử lý được, không giải quyết được, mà đã xảy ra cái tranh cãi và có thể là không ai nhịn ai và ai cũng muốn thắng, cuối cùng là
đến giờ phút là chồng hoặc vợ về đây nhờ anh em vệ sĩ nghỉ hưu tìm. Đó là cái câu chuyện thực sự là rất đau, rất đáng tiếc. Rất nhiều câu chuyện khác anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng tìm và giúp rất nhiều các trường hợp. Nhưng mà có đặc biệt là có một số cái câu chuyện khác, một số cặp vợ chồng, anh chị, các anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được nhưng mà không về với nhau. Đó. Nhưng đây em hy vọng là vợ và con anh suy nghĩ lại. Bởi vì đây là thực sự câu chuyện cũng lóng lẩy thôi. Em không bênh ai trong câu chuyện này. Nhưng mà anh chia sẻ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, thực sự anh em nghe rất xúc động. Bởi vì có lý do, mà lý do của anh thực sự rất đáng thương. Đồng ý là anh đánh vợ là điều anh em không ai mong muốn, nhưng thực sự là câu chuyện này rất thương. Ai cũng thương anh trong câu chuyện này. Có điều một số thông tin không thể chia sẻ trên cộng đồng mạng được. Hy vọng là các cô chú anh chị mọi người sẽ hiểu hơn cái câu chuyện này. Bởi vì anh có nỗi khổ riêng. Thực sự là nỗi khổ này rất khổ. Em là người đàn ông, em cảm nhận được cái nỗi khổ này tận cùng. Dạ. Em hy vọng thực sự vợ và con gái anh xem video này, hãy cố gắng quay trở về thương chồng thương con mình. Bởi vì không ai mong muốn những cái quá khứ của mình xảy ra. Đến giờ phút này thực sự là anh, nếu vợ và con anh bỏ đi thế này thì thực sự anh trắng tay. Dạ. Vì vậy anh rất mong muốn là có cái cuộc đoàn tụ gần nhất, vợ và con quay trở về để gia đình có thể là thảo luận, bàn luận một cách rõ ràng hơn. Bởi vì hiện nay thì vợ anh tuổi thì cũng tương đối nhiều rồi, trên dưới 50 rồi. Nếu có đi đâu đó thì có sống ở đâu đó thì thực sự con gái cũng sau này cũng lớn trưởng thành lấy chồng, đúng không ạ? Con gái sẽ lo cho chồng, cho con. Vì lý chính vì lý do như vậy nên là nhiều khi trong cuộc sống sinh con ra nhiều khi là nói thật, nói đúng chính thức là sinh con ra cho nó vui vậy thôi, chứ còn chưa chắc đã nuôi được cha mẹ. Vì bản thân thực sự đến giờ phút này anh cảm nhận được anh cũng chưa nuôi được cha mẹ mình. Vì vậy cho nên là sau này các con của anh cũng nuôi cho anh và nuôi vợ thì điều khó có thể xảy ra. Có thể là các cụ có câu ấy, là con nuôi cha không bà nuôi ông. Cái tình cảm mình lúc trẻ thì sống hạnh phúc, nhưng cũng già sống bằng tình yêu, tình thương, đúng không ạ? Vì lý do như vậy thì em mong muốn là cái câu chuyện này vợ và con anh thực sự thông cảm, thấu hiểu và cái tình nghĩa vợ chồng hãy quay trở về bên anh. Bởi vì anh năm nay cũng hơn 50 rồi. Nếu vợ và con anh quyết định đi như thế này thì thực sự là anh rất khổ. Bởi vì con người ta cuộc sống có thể rất dài, vô tận, nhưng có thể rất ngắn. Có thể ngày nay anh ngồi đây trò chuyện với anh em hiệp sĩ Bình Dương, nhưng ngày mai chưa biết là anh em hiệp sĩ Bình Dương có gặp được anh hay không. Đó là cái câu chuyện xã hội hiện nay thường xuyên rồi. Chính vì lý do như vậy thì em mong muốn, tha thiết là mong muốn là bà xã anh và con gái sớm hồi âm lại cho anh em hiệp sĩ Bình Dương. Nếu có gì sai hoặc có gì đúng thì liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785 858 để các anh em sẽ có hướng tháo gỡ cái nút thắt này. Hy vọng là vợ chồng của anh bấy lâu nay rất xa cách nhau rồi thì sẽ có cuộc đoàn tụ một cách tốt đẹp nhất. Bởi vì cái tình cảm mà vợ chồng của anh đã xa cách nhau nhiều năm qua và các con này thiếu tình thương của cha mẹ. Nhưng đến giờ phút này thực sự là nỗi đau tận cùng rồi. Anh có điều nào anh chia sẻ trên video này để hy vọng là vợ của anh và con gái anh xem được video này, vợ và con gái anh suy nghĩ lại, thực sự là cảm thông và tha lỗi cho anh để vợ và con anh quay trở về. Mời anh. Thật ra thì tôi cũng có suy nghĩ từ lâu rồi. Cái thứ nhất là tuổi tác mình cũng lớn, vợ con nó đã sai thì sai rồi, giờ mình cũng chẳng sống được bao nhiêu nữa cả. Mong là vợ chồng về thương được nhau và lo cho các con, chứ không có ai mong muốn như vậy hết. Tất cả những cái gì mà thầy bỏ hết để cho gia đình êm ấm. Thực sự ra thì tôi cũng nói là lúc nóng quá không kiềm chế được, đánh vợ mấy cái. Thực ra đánh xong tôi rất là đau xót, thương, không phải là kẻ thù. Vợ chồng ăn ở với nhau bao nhiêu năm rồi nhưng mà cứ lúc mình nóng không kiềm chế được, đánh một hai cái. Nhưng mà đánh xong thì cũng rất là xót xa, không phải đánh người ta, đánh vợ đánh con rồi sung sướng. Mình rất dằn vặt cái lương tâm, suy nghĩ rất là nhiều.
không mong muốn như thế, nhưng sự nghiệp nó đã lớn đoạn rồi thì thôi, giờ chỉ mong vợ con về thông cảm cho nhau để sống nốt cái đời của bạn. Bây giờ thực sự cái câu chuyện mà chồng đánh vợ thì xảy ra trên mạng xã hội mà anh em Hiệp sĩ Bình Dương đã gặp nhiều. Nhưng đây là một câu chuyện khác. Hy vọng là vợ và con của anh hãy quay trở về cùng bên chồng, bên cha của mình. Bởi vì cuộc sống thì con người ta không ai nói trước điều gì được. Đúng không ạ? Anh này hiện nay đang sống tại đâu anh? Anh đang sống tại phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mình có nhà, có đất ở đó không anh? Dạ có. Có. Thực sự câu chuyện này anh em Hiệp sĩ Bình Dương nghe được thì cũng thực sự rất chia sẻ với anh. Em cảm nhận được cái nỗi đau của anh. Cái nỗi đau của anh là không phải nỗi đau đánh vợ, mà vì nhiều lý do khác nhau mình mới buột phát ra, không mong muốn. Nhưng mà hy vọng là thực sự nếu vợ và con của anh quay trở về thì mình có liệu phải anh có sẵn sàng thông cảm cho vợ. Thì thật ra thì tôi cũng suy nghĩ, cũng nói vợ với con là sai thì đã sai rồi, không làm lại được nữa, chỉ sao là sống nốt cái thời gian cho nó vui vẻ hạnh phúc. Chứ những cái gì đã xong rồi thì thôi, quá khứ rồi. Tôi cũng muốn đánh vợ đánh con mình cũng ốm đau cái đấy, thì lại do mình phải lo, phải chăm, phải sóc. Thực sự là không muốn đánh, khi đó nó nóng quá, uống rượu mà nó nóng quá, không kiềm chế, mất đi cái lý trí, có đánh. Bây giờ này, anh có điều nào anh xin lỗi thẳng thắn trên video này, đồng ý là điều gì sai và điều gì đúng thì các anh em Hiệp sĩ Bình Dương đều ghi nhận. Hy vọng là anh xin lỗi công khai trên video này để vợ anh biết được là anh có. Có, tôi nói thực trong lòng thôi, thì tôi nghĩ cho dù mình đúng hay như thế nào thì chẳng nữa, nhưng mà nó đánh vợ đánh con để vợ con nó hoảng loạn, nó phải trốn phải đi, thì thực sự tôi rất hay này. Tôi cũng muốn xin lỗi chân thành vợ với con, thông cảm bỏ qua hết để cho gia đình được như vậy, sẽ không có cái tình trạng như thế xảy ra nữa. Anh có hứa với vợ và con của mình nhé, nếu vợ và con quay trở về, anh hứa từ nay trở về sau, từ nay về sau không bao giờ tôi sẽ đụng tay đụng chân. Yeah. Nếu mà anh vợ và con của anh quay trở về, thì thực sự là anh em Hiệp sĩ Bình Dương chúc mừng gia đình anh. Nhưng nếu mà anh có cách hành xử không tốt với vợ thì lần sau này anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẵn sàng không phải giúp anh nữa. Tôi hiểu mà. Nhá. Bởi vì mỗi một người một trường hợp đến đây anh em đều giúp, nhưng chỉ giúp một lần thôi, không có thể là giúp một trường hợp nhiều lần được anh nhé. Nói chung là trước hết thì tôi cũng cảm ơn đội anh em Hiệp sĩ Bình Dương. Thực ra thì tôi cũng coi trên mạng anh em cũng giúp đỡ được nhiều người, thì tôi cũng biết phải tìm đến, trước hết là nhờ các anh giúp đỡ, cảm ơn chân thành. Yeah. Ở cuối video này em xin phép được thay mặt đội Hiệp sĩ Bình Dương, em xin gửi lời chào và chúc sức khỏe anh cũng toàn thể gia đình. Hy vọng gia đình anh trong thời gian tới sớm nhất có thể, gia đình anh sẽ gặp nhiều điều may mắn, đặc biệt là vợ và con gái anh sẽ quay trở về bên anh cùng với gia đình anh nhé. Em cảm ơn. Dạ, cuối video cho phép công trần xin thay mặt đội Hiệp sĩ Quân Thành Dương xin gửi lời chào và chúc sức khỏe toàn thể các cô chú anh chị đã luôn luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ đội Hiệp sĩ Quân Thành Dương trong suốt thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới thì các cô chú anh chị tiếp tục giúp đỡ ủng hộ cho đội Hiệp sĩ Quân Thành Dương để đội Hiệp sĩ Quân Thành Dương tiếp tục giúp đời giúp người. Xin thân ái chào, hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo.